hai cho các bạn. Và bây giờ mình ăn cơm tiếp nha. Trưa rau salad. Cái này là bánh phồng tôm chà. Bánh chà không? Bánh phồng tôm. Cái bữa mua kia không? Bánh phồng tôm mà bữa mua ở Indo. Lấy gì ăn? Đó là cái gì bữa này? Tỏi đúng không? Vị tỏi không? Đậu hũ. Chia với đậu phộng. Không có gì hả? Gỏi hả? Gỏi chai. Gỏi này làm từ ấu qua tay. Lần đầu tiên làm thôi. Gỏi thì thôi. Gỏi ấu qua tay. Để coi trên kia biết làm phải không? Không có. Cứ thử biết làm rồi. Cái này bà để quân bà chỉ, tại cứ mua bên nhà bà càng này ha. Vậy là phải dùng cái mua đó 5.000 nè. Mua đó là 5.000 đó, mà gia vị đồ riêng. Rồi bà đi chỉ này. Nó không làm như làm cho mấy thằng nhậu mà. Nhậu rồi bỏ là mặn rồi phải không? Mặn là chai. Chai, bất nhớ. Chưa mọc mọc. Chưa bao. Còn nó rõ xong nó bao. Mà em ướp muối cho nó sẽ dắt bỏ. Dắt bỏ nước. Chứ xong có trộn đường. Trộn đường vô thôi. Nó dắt chanh vô. Xong cái trộn muối rồi hết. Không, thì muối ướp á. Ướp muối xong mày dắt cho ráo. Đến ra ráo rồi xong cái trộn đường với chanh vô, trộn lại cho đều hết. Xong rồi cái bắt đầu cái rau, rau răm với lại rau rau quế với ớt bằng đậu phộng đổ chung gì hết, trộn với hành phi phi của hành á, đổ chung hết vô trộn lại cái đầu ra ăn ngon. Tôm như mẹ chiên chưa tới không? Nó phải tới rồi mà ngon quá, cái này ngon rồi. Nêm rắn nè, phải không? Bấm chiên dễ rồi. Cái ba này cũng bưng lên ngồi hai ăn được trơn hết. À. Thì ba đứa tụi nó không? À. Bữa hổm chia rồi, bữa hổm chiên thì bữa hổm sáng không? Bữa hổm sáng. Rồi không có không hả? Sao không có, bữa ta chiên của phờ đó, chứ không phờ quá. Cũng xong chiên mẹ dữ luôn. Thấy quốc sạch hết. Quốc sạch hết, nên vậy hỏi mẹ có chiên mấy phòng tôm không? Cái ta nói, ủa anh chiên hồi nãy dĩa nó bưng lên rồi đâu, ta lên thấy dĩa không? Ba đứa ăn hồi trời. Chiên nhiều mà ăn hết này. Rửa cái này luôn không? Cái này niêm sẵn rồi, nó vừa ăn nha. Chiên chứ chiên lỡ quá mẹ. Chiều chiên hơn. Ngon. Ăn này với gỏi nè. Ừ, này với ăn gỏi. Để dẫn biết. Công ty mình đang báo giờ nghỉ trưa nữa vậy thôi. Chữ ký không quan trọng không nhỉ? Chữ ký
Bữa vậy chưa bữa coi em học anh Văn chung á ký nó đi bật đứa cái coi vậy ký cho ký xong nó về đợi cho ký nó ký nghĩa là cuộc sống vất vả lắm. Ai nữa rồi cái chị đó bây giờ biết ký sao giờ đổi mới đổi làm sao con gì cho tao hay cái nó ký tên đẹp à gì bây giờ nó em thấy cũng nhỏ thấy nhỏ xíu danh thấy chứ nhìn vô cái biết tên danh này nhiều người biết không biết này. Nhiều người biết tên thì cũng qua rồi ông tao ký tên nữa không tao ký tên ngựa không ký ngựa chữ ký cũng quan trọng nữa hả hồi nào giờ ký vậy giờ cái mày đổi cũng khó bữa làm ở hệ ATM á làm lại ở hệ ATM á xin như 3-4 chữ ký chứ xin mày 3-4 chữ ký hả ừ. Mày ký cũng y nhiều luôn hả ký như vậy cái em nói ở giữa phải 5 nét nha anh đây ạ kêu 5 nét ký thế nào năm tiếng có sửa lại không tế mày cũng nhớ nhưng mà nếu mình sửa lại nhớ không nhớ là nói là tế tôi mấy đứa bên hàng kêu ăn một cái năm nét anh trọng mày ký xong mày nhớ mày mốt mà nó có lỗi gì ra ăn kia mày ký lại giống y vậy xét nó không chịu đâu coi lên nhớ đó lem mà cũng ra luôn á ta đây hay mừng nha về không sao ai vô là